của mày ấy. Này, bắt đầu xuân năm mới, ăn mặc mới mẻ đẹp thế này, đi đâu đây hả con? Thì có người nhờ con trở đi lễ chùa quá ạ. Ôi giời ơi, đầu xuân năm mới, có người nhờ nó trở đi lễ hội đình làng La Xuyên. này, con ơi. Thế, ai nhờ con trở đi đây? Con nói. Này, bố muốn biết. Con đã bảo là không muốn nói này. Này, bố của con, bố ra lệnh cho con phải nói. Ờ thì chị nhài quá à. Nhài à? Vâng. Sao cứ nhắc đến con nhài, chân tay mình lại run như con cảy sấy. Bố, chị nhài, chị là hàng xóm láng giềng nhà mình, sao cứ nhắc đến chị là bố chị ứng là thế nào? Này, chị ơi, không phải là bố gì ứng gì tật gì, vì nó tốt với gia đình nhà mình quá nên bố lo. Ui giời ơi, trần đời ai oán qua ai lại sợ người khác tốt cho mình không hả bố? Chị ơi, nó bắt tất cả mọi người nhỉ, từ cụ từ ông từ bố phải răm rắp làm theo nó nên tao lo. Thôi không nói nhiều chuyện, nói nhiều nữa, giao nhiệm vụ cho con năm nay phải lấy vợ. Sao bố cứ bắt con lấy vợ thế? Này chị ơi, không phải là bố bắt mà truyền thống gia đình nhà mình có thế. 19 tuổi lấy vợ, 20 tuổi có con, năm nay mày 25 rồi. À 25 rồi, mình leo lỏng đến bao giờ nữa chí ơi? Hãy giữ đạo ông cha mấy đời này. Con chưa tìm được cái người con gái nào chịu về làm dâu gia đình mình với những cái tiêu chí oai oăm. Mày bảo thế nào là tiêu chí oai oăm hả? Đó thì đấy nhá. Ai đời nhá, người mình yêu thì không lấy, lại cứ phải một tuổi kém chồng. Quá chuẩn. Còn chưa nói đến cái tiêu chí thứ hai. Tiêu chí thứ hai thế nào? Cứ gọi là vảnh tai lá mít, bảy đít lồng vàng, dục vàng eo ngang lớn hàng vai bế, bàn chân dép dế tóc dễ có bờm và cá no cơm à bụng thịt đấy. Con ơi, mày nhầm sang chọn lợn giống rồi. Chứ sao? Chính xác ra cái tiêu chí của nhà ta ấy, nó là mắt lá sống, lông mày lá liễu, đúng, ngực đầy bát điếu, thắt đáy lưng lòng. Nó là chuẩn đấy. Trời ơi bố ơi, cái mặt hàng đấy nó hiếm lắm, con không tìm được. Này, con ơi, tiêu chí tổ tông ông bà để lại mày cứ thế mà tòng theo nhá. Yêu mới giả trí, bố thích ý, bố đi mà dí. Ui giời ơi, bố đi mà dí, mày, Chí ơi, mày có còn coi tao là bố mày nữa không? Câu này tôi phải hỏi anh đấy, anh Giải ạ. Dạ, con chào bố ạ. Anh có còn coi tôi là bố anh nữa không? Dạ... Happy New Year. Ông đứa ra ngủ ngon lắm. Ông có ngủ đâu mà ngon. Ông ngáy lên to. Mà có chuyện gì mới sáng sớm ra? Bố con anh đã cãi nhau như là mổ trâu, mổ bò đấy hả? Khổ. Ông ơi, con bạn, chuyện nó như thế này, bố con ấy bắt con lấy vợ, mà con thì bảo rồi, không có một cái cô gái nào chịu về làm dâu gia đình ta với những cái tiêu chí nó quái hoàng. Đứa nào lại nói là tiêu chí quái hoàng? Đứa nào? Hả? Mà mày gọi là phù hoàng đấy con mà. Phù hoàng có nghĩa đúng. Quá bố ơi, con đang dạy cháu, bố lại ra đây ô dìa với nó thế nào? Hay chưa? Tôi ô dìa với cháu tôi là tôi thể hiện sự đồng lòng
cháu đã hăm mấy rồi, cháu định nêu lỏng đến bao giờ nữa? Ông ơi, con bảo này, bây giờ nhá, con đã có công ăn việc làm ổn định, không ạ? Con sẽ tích tiền mua nhà rồi lấy vợ. Này Chí ơi, nhà cửa cao rộng thế này mày không ở, mày đi ở đâu hả? Bố cháu nói đúng đấy, ông sau này 2 năm 20 bố mày cũng viên tịch thì cái nhà này của mày chứ của ai? Nhưng mà đợi đến bao giờ ông bố mới chết cơ? Ôi trời, Chí, tao có còn dạy mày được nữa không không hả? Chí, dạ. Ông ơi, không dạy được nữa. Ý bố con bảo là dạy chị Nhài. Lại Nhài? Đâu? Nhắc đến tôi ạ? Trời ơi Chí. Dạ. Ông đã dặn bao nhiêu lần rồi? Dạ. Là đừng nhắc tên đấy trước mặt ông. Thế sao ông không thích? Ông không thích là vì cái tiêu chí của gia đình nhà mình ấy là phải nhất dáng nhì ra, thứ ba là nét. Mày xem ra nó tái như là biết nhái. Con về sáng anh giải. Dạ. Anh xem tôi tả nó là con gì nhá. Dạ vâng, bố cứ tả đi ạ. Ui, à, biết chồng tay như này. Bố ơi, con gọng vó. Con chuột túi. Chuột túi ạ? Không, bố, đấy là cái nét riêng của người ta. Con đề nghị ông bố không đem ra miệt thị đâu. Này, miệt thị cái gì Chí? Mày có còn coi tao là bố mày nữa không? Anh giải. Dạ. Anh có còn coi tôi là bố anh nữa không? Câu này thì tôi phải nói với anh mới đúng đấy anh Tâm ạ. Bố ạ? Dạ ông ạ. Dạ cu ạ. Thế đầu năm năm sớm có chuyện gì mà ông cháu bố con anh là cứ ủn ủ tỏi cho ra thôi? Dạ thưa bố, chúng con đang nói về cái chuyện... Chuyện gì thì chuyện, không cả huyện người ta cười cho. Anh Tâm, tôi có dạy được anh không? Anh Giải. Dạ. Tôi có dạy được anh không? Chí. Dạ. Tao có dạy được mày không? À... Chú ơi, cái gì? Ông với bố con là đang bảo dạy chị Nhài đó. Con Nhài ở đây à? Ôi, tao về. Ê, ôi. Cái gì? Con chỉ nhắc đến thôi. Dạ, cháu nó chỉ nhắc đến thôi à. Nhắc à? Vâng ạ, nhắc đến thôi. Thế nên nhắc đến thôi nhá. Vâng ạ. Không nghe các cụ vẫn chạy à. Cháu thơ cũng thể hoa mà cứng như mộng các người họ ta. Cô vợ hôn lấy thằng chồng dại như bông hoa nhài. Tao đã bảo rồi, cô không đứa nào được nhắc tên con Nhài đâu. Dạ. Đứa nào mà còn nhắc tên con Nhài là tao vào khoa đột quỵ tao sống. Không được nhắc. Con nhớ rồi. Thế nhưng mà mới có mùng hai Tết. Dạ. Thế ông cháu bố con anh có chuyện gì mà ầm ĩ cả nhà lên thế? Dạ. Thưa bố, vừa rồi con với thằng Giải bảo nó, mà nó cứ cãi nhem nhẻm ấy. Dạ. Bây giờ bố ở đây, bố là người cao tuổi nhất, bố dạy dỗ nó mấy câu may ra nó mới ngộ được ạ. Chuyện gì ấy? Dạ thưa ông, về chuyện là dạy cháu nó và cũng bắt cho nó phải lấy vợ ạ. Lấy vợ? Dạ vâng ạ. Thế ta. Dạ. Chí. Dạ. Lại cùng ạ. Dạ cùng ạ. Con ạ, con không biết là vì sao mà gia đình ta đặc biệt không? Dạ không. Gia đình ta đặc biệt ở cái chỗ cụ mày. Dạ. Ôi xem này không đi biểu diễn à? Mà ông mày, dạ, tên là Tâm. Dạ. Dạ. Bố mày tên là Sản. Dạ. Dạ. Mà đặc biệt tên mày tao lại là Chí. Chí ạ. Đấy, thế cho nên là cả gia đình ta là Trúc Tâm. Chị ơi! Tham gia đây đấy! Chúng ta xã hội mình phải chấp nhận chúng. Trung tâm giải trí! À thì ta bảo là trung tâm giải trí còn gì nữa. Bây báo cáo các bác là cứ nhắc đến gia đình em là mọi người lại nhớ luôn. Mà nề nếp gia phong là nó đóng thành khuôn. Tứ đại
đồng được một phương cát nhật. Đấy, 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 đừng riêng về cái chuyện vợ con ấy, chỉ có chị nói thật. Chí ơi, dạ. Ông mày, bố mày, suốt mấy chục năm lần lại, mãi giữ gia phong và lâm chuyện về sau. Dạ. Suốt bốn mùa vẫn sống cảnh nhà Ngô, có vợ quái đâu, mà vẫn sống nhanh chăng rồi đấy. Thế cho nên mày lấy vợ sớm làm gì? Vâng, vâng, đúng rồi. Ông nhầm rồi. Ô, anh nói cái gì? Ông lại bảo mày cứ lấy vợ, cứ vợ sớm làm gì? Nhầm mất rồi. Bây giờ tôi phải nói nó thế nào? Ông nói thế nào thì ông nói, nhưng bắt nó phải lấy vợ cho con. Bắt nó phải lấy vợ. Dạ vâng à. Được rồi, được rồi. Ông nhớ nhá. Dạ vâng, con tin tưởng ông. Ừ, được rồi. Chí ơi, mày như thế là không được con ạ. Dạ. Để cho bố mày với ông lo lắng như thế là không được. Vâng. Tuổi xuân trai tráng quá thì lấy vợ, lấy gì mà chơi? À. Phải để mà chơi chứ có vợ rồi à. Chẳng được phải chơi. Anh nhảy điên nhảy sổ rồi. Đừng có cậy quyền làm sao mà bạn ạ.
này cứ ý kiến thoải mái. Dạ. Không chào bố con đằng nào hết. Dạ vâng ạ. Chắc cảm ơn cụ. Đấy. Dạ. Chắc thưa cụ, cháu tự ông, con thưa bố, việc lấy vợ là một việc vô cùng quan trọng, cho nên là già. Chắc thưa cụ, cháu thưa ông, con thưa bố. Đi mồm. Các anh giỏi thật. Sao bên này? Anh Tâm, tôi có còn là bố anh nữa. Dạ. Bố à? Anh già ấy. Dạ. Tôi có còn là bố anh nữa không? Chí. Dạ. Tao có còn là bố mày nữa không hả? Ôi. Có mỗi thằng cháu đi tôn nó có ý kiến thôi. Mà hết ông nhảy vào mồm, bố trồn vào mọng. Các anh nói thì có ai nhảy vào mồm các anh? Vâng. Hả? Chí, dạ. Sang đây với cụ. Cho gọi con. Giờ cụ cho mày thoải mái có ý kiến. Dạ. Không phải sợ bố con nào hết. Dạ. Cứ thoải mái mà nói. Dạ vâng, chắc cảm ơn cô ạ. Ừ. Dạ thưa cụ, việc lấy vợ là một việc vô cùng quan trọng, cho nên là con xin thưa chắc thưa cụ, cháu thưa ông, con thưa bố, anh nhảy cho con đâu có thưa. Thôi được. Mày mà còn nói thêm câu nào nữa là tao đập chết cụ của mày bây giờ. Anh giải này. Dạ. Anh mà không dạy được con anh ý là tao đánh chết cha anh đấy nhá. Chí. Dạ. Tao mà không dạy được mày ý thì tao đánh chết bố mày đấy. Thế bây giờ con phải làm thế nào ạ? Mày nói thế nào thì nói nó ngắn gọn thôi, nó xuôi tai mà nó không bị nghịch nghĩ là được, nghe chưa? Ngắn gọn. Ừ. Dạ. Vậy thì con xin thư là bố ông cụ, được chưa ạ? Được. Vâng, bố ông cụ. Được cái gì mà được. Đã. Mày nói thế ra là tao ở dưới đít thằng bố mày à? Nói lại. Thế ông bảo con phải làm thế nào? Mày nói thế nào thì nói, phải có trình tự, có trên, có dưới, nghe chưa? Trình tự. Ừ. À, con hiểu rồi. Vâng, vậy con xin thưa là ông bố cụ. Ổn chưa? Ờ, ổn. Thế đấy. Ổn. Ổn cái gì mà ổn? Mất dạy. Nó mà chưa như thế thì hóa ra anh này là bố tôi à. Mà theo thứ tự thì tôi lại ngồi ở dưới đít thằng Giải đấy. Ý kiến đàng hoàng lại đi. Dạ. Cô ơi, con ý kiến thế nào? Mày có ăn có học. Ý kiến làm sao phải có trên có dưới, rõ ràng nề nếp tôn ti, nghe chưa? Trên dưới tôn ti. Ừ. Vâng. Dạ thưa cụ, con xin thưa là cụ ông bố chuẩn chưa? Chuẩn. Vâng đấy, chuẩn cụ ông bố đấy. Chuẩn cái gì mà chuẩn? Này, chuẩn hay không là thằng này nhá. Dạ. Chính ạ. Dạ. Con thưa như thế là chuẩn rồi. Vâng, chuẩn. Ừ. Nhưng mà nghe nó chưa được xuôi tai. Ừ. Mà chưa xuôi tai nghĩa là còn lịch vị. Ừ. Ý kiến lại đi con. Thế cụ bảo con ý kiến như nào? Chứ gì? Mày cứ lộn về đầu. Quỳ ra đây à. Thế thì cụ để cho con ý kiến quay xong từ lâu rồi không? Thì ông với bố mày thì tao biết gì. Vâng. Thưa bố ông cụ dạy gì con cũng nghe. Ừ. Nhưng mà con không lấy vợ đâu. Ôi giời ơi. Chí. Dạ. Mày không lấy vợ thì mày lấy chồng hả? Ôi giời ơi. Nam nhi đại trượng phu gì mang mặc hoa lắm là thế này giời ơi. Ồ. Đây là 8-9 vía rồi đấy. Ôi giời ơi. Con ơi, để tao kiểm tra. Con Nam nhi có kiểm định. Có kiểm định nào à? Kiểm định à? Cái quan trọng không phải là con muốn hay không mà người ta đồn. Đồn cái gì? Thì gia đình ta là nghiệt gia sát vợ. Thằng này. Quê dài ơi, Chí ơi. Sao cháu nghe ở đâu cái tin nó sống sai bừa bãi thế à? Cho họ bảo ý. Trời ơi, mấy đứa độc mồm quân à. Chứ cụ bà mày ấy là do bệnh tật ốm yếu mà chết. Chứ tao có mắng mỏ gì đâu mà bảo tao sát vợ. Chí. Dạ. Sang ông bà. Vợ của ông ý. Vâng. Bà của cháu. Vâng. Mẹ bố mày. Vâng. Với ta là ly dị. À, ly dị ạ? Bởi vì bà không chịu nổi cái cảnh sống chung với mẹ chồng.
giá như ngày đấy ông bản lĩnh chịu đứng ra làm người phán xử thì đã không phải chịu cái cảnh ngược chiều nước mắt để mỗi buổi chiều về đi ngang qua phố cũ, để hàng đêm về đặt một câu hỏi to vật trong đầu là thương nhớ ở ai. Kìa Tâm ơi, bố biết cũng chỉ vì vợ tao mà vợ mày mới phải bỏ đi đấy. Bố chỉ nghĩ là ghét để yêu, ai ngờ đẩy vợ chồng mày xuống vực thẳm vô hình. Đêm nằm cứ vắt chân lên trán mà nghĩ, như im lìm dưới vực sâu phim truyền hình phát trên VTV3 lúc không giờ showbiz đang tầm 60. Ôi giời ơi, còn lại ông có lại bố sao? Ôi giời ơi, cả nhà mê phim truyền hình bị phơi nhiễm cả rồi. Thằng Chí tuổi xuân nó chỉ có một, chứ nó có phần 1, phần 2 như phim đâu mà bắt và nó phải le lói như những ngọn đến ở trong đêm. Giời ơi, Chí ơi, con nằm ở mồm toàn thế chứ. Con ra xe, con ra xe, chuẩn bị đánh mất kẹo, con chân mừng tuổi rồi. Dạ, thưa bố ông cụ. Có khách, có khách, có khách, có khách. Mỹ vẻ, Mỹ vẻ, chị nhạc. Chị, con này thì ta không tiếp nha. Thưa bố ông cụ, chị nhài sang chúc Tết đấy. Được, bây giờ con đại diện gia đình, con ra con giả nhờ chị. Anh Tâm, anh không còn coi tôi là bố anh nữa không? Bố cứ cụ từ. Anh già ấy, tôi có còn coi anh là con tôi không? Hết rồi. Vẫn Chí là tôi thì bây giờ mày coi tao thế nào cũng được. Thay mặt bố ra tiếp chị nhài đi. À vâng, để con. Sao? Nhưng mà bố, chị ý thì sao chết tức chúc Tết bố cũng được cơ mà. Có chúc Tết còn được. Anh hạ nhất cho mày kia. Ui đẩy mãi chị phải giá cho biết làm sao thì khổ cho tôi đi. Dạ mày dạ mày dạ. Dạ. Chị Nhài ạ. Chị Nhài ơi, tôi nhớ chứ không phải tôi quên. À, trước Tết hai hôm tôi sang mua chịu chị 6 cái kẹo lạc. Hai hôm sau tôi mua chịu chị 6 cái nữa, tổng cộng nó là 11 cái. 12. Mày điên à? 12, 6 giá kia. Nhưng mà Tết đến sớm quá, tôi chưa sáng sang trả chị được. Và bây giờ là đầu xuân năm mới, sang trả tiền đầu năm ấy nó đen, nó rông. Thôi, chị khất cho tôi thư thư đến giữa năm tôi trả chị một thẻ nhá. Bác ơi, hôm nay cháu sang đây có phải là để đòi nợ bác đâu? Không phải đòi nợ bác à? Vâng. Ừ, bác cảm ơn con nhá. Không phải con mà. Đâu, không phải con mà. Con ra đi. Ừ, con ra đi đi, khổ quá. Chị nhìn mày. Ôi, bố mới ra đi. Mày đã em. Kéo cục qua mày để đi trước bố con ạ. À. Này đầu bạc phải tiến đầu xanh. Chị Nhài này. Đó là tôi nhớ chứ không phải tôi quên đâu. Đâu ơi. Tôi ghi cả ở đây này. Ngày 23 ông Táo, tôi thấy háo trong người. Tôi mua lô sữa tươi lên sang nơi chị bán. Lại tới ngày 28, tôi mua điếu thuốc lào. Nợ nần đáng là bao mà sao không phải xoắn. Đáng nhiều tiền. Ơi
phải bố. Bố ơi, đến lượt bố đi. Tao có bim bim nó kẹo mút chưa mà. Mày ra đi. Mày làm thấy không ạ? Bố bỏ nhà rồi. Úi trời ơi, ngài ơi, mày điên à? Mày thần kinh à? Hôm nay mới có mùng ba mà mày đã sang mày đòi nợ. Mà tao có nợ nần gì mày nhiều đâu cơ chứ. Có hai gói bim bim với ba cái kẹo mút. Mà tao có thèm ăn bim bim với kẹo mút đâu. Cũng chỉ vì mấy cái logo với mấy cái tem trúng thưởng. Nhưng mà phải công nhận cái bọn nhà sản xuất nó giỏi lừa trẻ con thế. Nó cho lắm tem trúng thưởng với logo. Bố ơi! Ôi trời ơi, giận mày! Con này bố! Tao đi trước mày con. Ngần này tuổi đầu rồi cứ chơi bim bim với trà kẹo mút. Khổ lắm, trong nhà có thiếu thốn gì đâu. Mà lại đi siêu tập ba cái tem trúng thưởng logo con lại bố. Mày xéo mẹ mày ra ngoài kia. Ông thích thì mặc ông chứ gì. Mày vớ vẩn ông đuổi mẹ mày ra khỏi nhà. Chị nhà này, tôi biết tôi có nợ chị. Nhưng chị để cho Thư Thư hết cái ngày mùng 5. Rồi các cháu nó Việt Kiều, Mỹ, tức các chú nó về rồi nó mừng tuổi. Rồi tôi trả. Khổ quá cô ơi. Cháu đã bảo rồi. Khổ quá, cái nhà này hay thật ý. Cháu đã bảo là hôm nay cháu sang đây không phải là để đòi nợ. Không đòi nợ làm gì. Mà là để chúc đấy. Trời ơi. Mặt mày phải tươi lên, mặt mày cứ hầm hầm như thịt bằm mà nấu cháo lên mày đi tưởng tượng. Bố ơi, bố ơi, chúc Tết đi ạ. Chúc Tết, bây giờ cháu chúc. Ừ, thì mày chúc đi. Dạ, năm nay là năm Quý Mão. Cháu chúc cụ đây lăn xăng như mèo cái. Mà cháu chúc ông đây thì hay nói như mèo nha. Tết nhất mà được chúc. Chúc bác đây á thật thà như mèo nhất. Mà chúc em đây á thật thà như mèo hoang. Chúc cả nhà ta. Cả nhà ta là năm nay lan thang. Lan thang như mèo. Mèo, mèo, mèo. Rồi à. Mẹ tiên sư bố ơi con này. Chị ra là Thu Bảo. Thu Bảo con ạ. Nhà này có mỗi mình con là được ăn học đàng hoàng. Dạ. Con xem đối đáp làm sao cho nó xứng tầm con ạ. Vâng ạ. Nhá. Ừ. Chí. Dạ. Cái con mặt mỏng này nó vừa ví cả gia đình nhà mình như là cái trang trại mèo đấy. Cháu là người khoa học. Cháu ra cháu mèo mèo mấy câu cho nó xứng tầm họ nhà mèo. Ừ. Vâng ạ. Dạ thưa chị, năm nay là năm mèo. Được sự nhất trí của ông, sự đồng lòng của cô, sự ủng hộ. Bố, sao? Đừng chọc bông thế. Thì mèo nhật nó thế. Này, tao này nó có hỏng con khác. Chúc hay nhỉ? Ôi. Đã chúc đâu, cả mèo nhật. Chưa chúc, chưa chúc. Bọn tao tưởng chúc rồi. Chưa. Sao nghe ai thế? Thì mày múc luôn. Con là cụ để con. Dạ thưa chị, là thay mặt gia đình em xin chúc chị là giữ như mèo đẻ. Đúng rồi. Khỏe như mèo rừng. Ờ. Dạ. Tưng bừng như mèo đồng hình. Mẹ con này cũng lớn đấy. Thôi. Cháu chúc xong rồi. Giờ đến phần tặng quà đây. Quà đâu? 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 Quà này thì cụ không nhận nữa. Ông mày cũng chịu. Đây cũng không khám. Bố ông cụ ơi. Ừ. Chị tặng quà ấy thầy. Quà này thì có đến tổ sư bố cụ mày cũng không dám nhận. Mày điên à?
hôm nay mùng 2 Tết, mày sang nhà tao mày lăn đùng ngã ngửa ra như vậy. Có chuyện gì thì bây giờ phải từ từ mà nói, cụ biết cụ mới giải quyết cho chứ. Nhưng mà lúc ấy trời tối, cháu không nhìn rõ, cháu chỉ biết là người nhà này thôi ạ. Một là mày điên, hai là tao giả vờ. Mày bảo lúc đấy trời tối, mày không nhìn rõ ai, mà mày lại khẳng định là người nhà ta. Vâng. Mày thần kinh điên. Anh ấy á, anh ấy sao anh ấy thì thầm vào tai cháu. Anh ấy bảo là em ơi, đã lâu lắm rồi, nhà anh toàn đàn ông thôi, không có hơi phụ nữ. Em à, cho anh một lần thôi. Ôi chết rồi, đúng nhà mình rồi. Đúng tâm sự nhà mình rồi. Đúng tâm sự rồi. Ủa thế nhưng mà nó chưa rõ ràng con ạ. À. Dạ, anh ấy á, còn á, còn hơn cháu. Hôn mày. Vâng. Ôi trời ơi mẹ tiên sư, thằng nào nó hôn con này thì quả là dũng cảm. Chắc nó phải uống rượu say ba hôm nó mới dám hôn. Mẹ tiên sư nhà mày sống như con ma như này mà nó lại hôn mày. Ôi trời, nó hôn mày xong nó có làm gì không con? Lúc đấy trông mặt mày thế nào? Mày ơi! Thích nhờ? Dạ! Ở lúc ấy, trong cái lúc là tò mò ấy á, cháu còn thấy thập thò cái gậy ba con á. Trời ơi, bỏ mẹ chết rồi ông ơi! Sao mẹ mày ơi! Này 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 này! Ba con ấy, người già nào ai mà chả có. Đúng đúng, người già nào chả dùng ba con. Chi tiết mày nó không được rõ ràng. Không rõ ràng. Anh ấy á, còn đánh rơi cả cái mùi xoan á. Cái mùi xoan đó. Mỏng kia bằng mẹ à? Đúng đấy,
nó vào ông thì chẳng sao, đúng, mà nó lại vào bố của ông ấy thì là Tâm. Anh Tâm, tôi có còn là bố anh nữa không hả? Anh Na chơi mấy anh vòng dạ, rồi. Anh Dạ, tôi có còn là bố anh nữa không? Chí, dạ, tao có còn là bố mày nữa không hả? Thôi, tóm là cái thai trong bụng thì về mua xem nốt đó là của xem nốt văn nghệ ra của của ai? Của ai? Đứng đâu? Của con ạ. À? Ôi trời. À, đứng đây đâu. Nó nhận rồi không ạ? Của nó. Dạ. Hết rồi. Dạ. Dạ thưa bố ông cụ. Con với Nhài yêu nhau lâu lắm rồi ạ. Con biết Nhài không đủ những tiêu chí với gia đình nhà ta. Cho nên con với Nhài đã bày ra cái cảnh này để cụ ông bố hiểu. Con quyết định rồi, con sẽ lấy Nhài làm vợ ạ. Không được, không được. An Tâm anh Nhài dạ. Dạ. Anh nhắc lại cái quy tắc làm dâu nhà này cho thằng Chí nó nghe. Dạ. Dạ. Thứ nhất chẳng sai phải con trai một tuổi. Thứ hai tay lá mít ra mít nó phải lồng bạc. Anh thì chưa chạy lợn. Con nhầm. Lúc mày ạ. Con xin bố ông cụ đừng nói nữa. Dạ thưa bố ông cụ, nhà ta có rất nhiều những tiêu chí, nhưng mà có một tiêu chí mà bố cụ đều không để ý đến, đó chính là tình yêu ạ. Bố ơi, con hỏi bố, ngày xưa bố lấy mẹ con có đúng theo tiêu chí nhà mình không ạ? Quá đúng. Thế sao bố mẹ không hạnh phúc ạ? Không hạnh phúc à? Nó cho nó do cái duyên. Ông ơi, thế ngày xưa ông lấy bà có đúng theo tiêu chí nhà mình không ông? Thì cũng đúng tiêu chí. Thế sao bà vẫn bỏ ông mà đi? Thì do cái số cháu ạ. Đấy, cụ ông bố thấy đấy. Nếu như bây giờ con nghe theo lời cụ ông bố, lấy vợ nhưng không có tình yêu, vậy bố ông cụ có muốn con rơi vào hoàn cảnh vợ bỏ đi như bố ông cụ không ạ? À? À, nó nói có mấy câu thôi mà mình như mở ra được bao nhiêu điều. Suốt mấy chục năm gia đình ta có quy tắc cũ, nên bốn cái cọc buộc trâu cứ ủ rũ hết cả ra. Chí dạ. Cháu có học thế mà có hơn đấy cháu ạ. Đúng, phải có tình yêu. Dạ. Có tình yêu thì mới có hạnh phúc. Dạ vâng. Thế cụ hỏi cháu lần cuối, thế cháu có thật lòng yêu thương chị Nhài không? Dạ. Con yêu Nhài nhất trên đời cô ạ. Tốt. Chị Nhài. Dạ. Cụ hỏi chị, thế chị có thật lòng yêu thương nhằm Chí không? Dạ. Dạ thưa bố ông cụ. Ừ. Cháu ạ, cháu cũng rất là yêu em Chí ạ. À. Tốt. Thế thì bỏ hết, bỏ quách cái quy tắc hết đi. Dạ. Anh Tâm, dạ, ngay ngày hôm nay anh lo chút lễ mọn lên lão đồng đền để chọn ngày lành tháng tốt. Dạ. Còn anh Giải, dạ, anh lo khâu tổ chức làm mấy chục mâm cỗ. Ngay ngày hôm nay ta rước cả châu lẫn nghé về, cứ cái đà này chí cuối năm nay gia đình ta sẽ thành ngũ đại đồng đường, có mà tiếng vang nhất quê. Một lần nữa xin thay mặt cho năm nữ diễn viên nhà hát Chèo tỉnh Nam Định xin cảm ơn những tràng pháo tay của toàn thể quý vị dành cho các năm nữ diễn viên qua trích đoàn vô cùng đặc sắc và ý nghĩa, trích đoàn Chèo tứ đại đồng đường. Kính thưa quý vị, về với quê hương Nam Định là về với cái nôi của nghệ thuật hát chầu văn, và rất vinh dự cho nghệ thuật hát chầu văn đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Kính thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay tại khuôn viên của đình phủ La Xuyên, những người nghệ sĩ chúng tôi xin được gửi tới toàn thể quý vị ba xá hầu đồng trích trong 36 xá hầu đồng trong tứ phủ. Kính thưa quý vị,
từ xa xưa thì ông bà ta đã truyền tai nhau rằng mỗi khi ở nơi đâu vang lên những câu hát chầu văn thì ở nơi đó hội tụ đủ những yếu tố may mắn. Và trong buổi tối ngày hôm nay, các nam nữ diễn viên và nhạc công nhà hát chèo tỉnh Nam Định xin gửi tới toàn thể quý vị ba xã Hồ Đồng, giá Chầu Bé Bắc Lệ, giá Quan Hồng Mười, giá Cô Bé qua phần hóa thân của nghệ sĩ trẻ Thùy Linh cùng nam nữ diễn viên, nhạc công, dàn nhạc, nhà hát chèo tỉnh Nam Định thể hiện. Xin mời quý vị cùng thưởng thức và đón nghe.